Các bạn hãy để chế độ 1.25 để nghe hay hơn nhé. Em chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Cường giả mạnh nhất tại đô thị. Top 24 bạc liên phương bộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Năng lực lồng lộng thánh giáp sở hữu tuyệt đối phòng ngự, miễn dịch tất cả vật lý và pháp thuật thương hại, thi vụ. Mặt của hắn không thể nào là hơi thở loài người, chỉ là một người loài người nhỏ bé, không phải, không thể nào. Nhưng mà sao lại có khuôn mặt này? Chỉ là một loài người nhỏ bé sao có thể xứng đáng với cái khuôn mặt này được chứ? Người là ai? À, mình lại lùi lại theo bản năng sao? Sau khi sở hữu được tuyệt đối phòng ngự, mình chưa bao giờ sợ hãi với bất kỳ một công kích nào, cũng chưa bao giờ bị thương qua. Nhưng mà khoảng khắc vừa nãy, mình lại ở dưới khí thế của loài người này, theo bản năng mà quay lại. Trong loài người, vậy mà lại còn có cường giả như vậy, có thể khiến cho ta cảm thấy nguy hiểm. Giờ này có phải là hắn đã bóp cậu rất đau đúng không? Cô của tôi đâu? Chứa nhân của ta tuyệt đối không thể hiện gì đối trước người khác, tuyệt đối không thể để cho bản thân bị thường mà đi cầu cấu sự bảo vệ của người khác. Không có người nào xứng đáng, tuyệt đối là không thể. Người không phải là, người không phải là chủ nhân của ta, người cũng không xứng, không xứng để có được khuôn mặt này, sống trên cõi đời này. Sẽ không để cho người. Làm tổn thương tới lão trường nữa đâu. Không có người nào có thể phá giải được phòng ngự tuyệt đối của ta. Vậy trên ngón chân của hắn cũng kèm tới hơi thở nguy hiểm đặc thù. Bộ mô thống không thể kiểm tra được lực phá hoại. Mấy cái chỗ hay cẩn thận trên ní. Cái đầu xanh cấp phòng ngự của Long Quốc, vậy mà không thể phá được phòng ngự của nó. Tốc độ xuất hiện trước mặt của hai huynh đệ Long Quốc cũng quá nhanh. Xịt. Lấy nào cũng là hở không gian sao? Con tà vật này ít nhất cũng phải là cấp thống ngự. Dưới phòng ngự tùy đổi thì tất cả vật lý và công kích pháp thuật không có tác dụng vi tà. Lời người, ngươi mãi mãi không thể nào làm ta bị thương được đâu. Đây là chủ nhân của ta, đã từng có năng lực mạnh nhất. Nhưng mà công kích của ta không ai có thể chặn lại được. Ta muốn hủy diệt, chỉ chết nhất định không thể nào chỉ thoát được. Cho dù ngươi là hở không gian, đi chết đi. Loài người yếu đuối lại nhỏ bé. Trưởng thành của các người mãi mãi vẫn không đủ. Trưởng thành của các người mãi mãi không đủ. Tại sao? Lại nhắn như vậy chứ? Là nước, là những nước đèm sát của số 99 bao bọc lại. Vị trí của những nước đó xuất hiện chính là vị trí mà hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn đem những nước kia đặt ở trên những bãi cát sớm hơn chính là để định vị. Hắn là có thể tiến hành trao đổi vị trí trong không gian với những nước kia. Là như vậy không sai. Những nước bị bốc hơi mà sau khi bị ta khống chế ở trên bãi cát, ta không thể tùy ý đổi vị trí, cho nên ta không thể dễ dàng lại gần được các người, thật là đáng tiếc. Nhưng mà khi nào bắt đầu từ khoảng khắc này thì ác mộng
mới vừa giáng lâm thùy. Cảnh báo, năng lượng xung quanh xuất hiện từ trường đặc thù. Cái loại từ trường này bây giờ đã chuyển hóa thành tinh thần. Tinh thần, ta là cấp thống ngự của địa quốc. Địa quốc là quốc gia mạnh nhất loài người. Ta cũng là người mạnh nhất trong loài người. Đầu óc của Hà Mù không được. Hơn nữa là nguồn nhiệt năng lễ tăng trình của ta xuất ra bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra hơi nước của hắn. Hắn không đủ đi sợ hãi. Nhưng mà kiền bằng thú vừa của Hà Mù là có chút khác kiểu mà tăng trình năng nhiệt của ta. Nhưng mà nguồn nhiệt năng của ta cũng khác hẳn. Nếu như có thể đánh bại hắn thì ta chính là loài người mạnh nhất rồi. Nhưng mà cấp thống ngự mới đến của lồng quốc hình như còn mạnh hơn cả chúng ta. Nếu như mà trở thành loài người mạnh nhất, chỉ có đánh bại hắn, đánh bại hắn. Cho dù là hệ thống cộng dài, sức mạnh lại hoàn toàn ngược đại số 99, thì chiến lược cấp thống ngự của lồng quốc còn mạnh hơn những cấp thống ngự của chúng ta. Sau này địa vị của lồng quốc ở trên thế giới này thì nhất định sẽ vì cấp thống ngự mới, quật khởi của quốc gia bọn họ mà cầu hơn, cũng được xem trọng hơn. Lòng kiều, hủy điều xa. Rất muốn biết hắn rốt cuộc là mạnh hơn mình bao nhiêu. Hãy để cho ta thử. Rốt cuộc là mạnh hơn ta bao nhiêu. Kiều quốc sau này ở trên quốc tế còn phải chú ý hơn. Là điều quốc hay là lòng quốc? Mực bồi. Lần này thể hiện ở thần bản thân ở nhiệm vụ của các đảo đều đã bị cấp thống ngự mới của lòng quốc cướp hết rồi. Hơi không gian thì lợi hại lắm. Hay lắm hay sao? Nữ thần vẫn luôn quan tâm đến hắn. Từ sau khi lên đảo thì họ một chút lại nhìn phía hắn. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Có cơ hội nhất định phải đánh hắn một trận tươi tả. Tốt nhất là ở trước mặt của nữ thần đánh cho hắn cháy móng mũi xuống mặt. Lão trường ở sau lưng mình. Không thể để cho lão trường bị thương được. Mình đã đồng ý với lão trường là sẽ bảo vệ cậu ấy. Sẽ không để cho các người vượt qua ta để đi làm tổn thương đến lão trường. Dám qua đây, ta sẽ đánh chết các người. Ây da. Lâm Phạm. Vậy mà lại có thở một viên phá vỡ kiền băng của mình. Người ở đâu rồi? Là từ lúc nào? Hắn không phải là hợp không dài sao? Sao còn có thủ đoạn lửa nữa vậy? Cái gì? Nhanh thật. Lâm Phạm, không được. Lâm Phạm. Phía trước tôi còn có người. Bảo vệ người phía sau, đánh chết tất cả những người phía trước. Lâm Phạm. Không có sợ. Cô ấy là Lâm Phạm thì chúng ta là bạn thân nhất. Cô ấy sẽ không đánh mình. Phải tin tưởng cậu ấy. Lâm Phạm. Hả? Trong khoảng khắc vừa nãy không được thoải mái cho lắm. Lâm Phạm. Ký chủ à, tính lại đi. Ký chủ, công kích tinh thần vực trường của năng lượng thời độc đảo đang còn phóng lớn u ám và thô bạo ở sâu ở trong nội tâm của cậu. Không thể dùng túng ác niệm của nội tâm sẽ mất đi lý trí. Không biết bản thân đang làm gì, tính lại đi. Ký chủ, mặc dù chỉ có bệnh tâm thần nhưng không có tinh thần lực mạnh nhất, bất lực chống lại công kích tinh thần, nhưng mà có thể đối diện được lựa chọn với nội tâm của bản thân.
Lâm Phàm nhìn rõ bóng tối trong nội tâm của bản thân, tiếp nhận nó, công nhận nó để cho nó tự do. Nó sẽ không vô liêm sỉ, nó mới là cậu thực sự. Một người bị cậu che giấu sâu ở trong đáy lòng càng chân thật hơn. Lâm Phàm, tôi muốn mua một cái đồng hồ. Mẫu đồng hồ mới của Lào Bốc, ở bên đó tôi rất muốn, nhưng mà gần 9 triệu quạt quá, tôi không có tiền mua. Bỏ đi thôi, nằm ngủ thôi. Lâm Phàm 14 tuổi. Để tôi giúp cô. Cô có thể cho tôi tiền được không? Ý vậy thì cậu giúp tôi đẩy đến điểm cuối cùng hành lang, tôi giúp cho cậu một tệ. Ok. À, được rồi. Cậu đã giúp tôi đẩy đến cuối hành lang rồi, tôi giúp cho cậu một tệ. Ủa? Tổng cộng là 3 vạn tệ. Hả? Ủa? Tổng cộng là 3 vạn tệ rồi. Hả? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái gì? Sao cậu không đi cướp luôn đi? Cậu học hư hỏng rồi. Không phải để đến quyết tình làm thì cô sẽ cho tôi một tệ sao? Tôi đẩy 3 vạn lần rồi. Huy, cậu ta là đồ tâm thần mà, có ở phòng bệnh nặng, tại sao mình lại muốn Huy làm giao dịch với một đứa trẻ bị tâm thần kinh ở phòng bệnh chứ? Thiếu Phàm, Thiếu Ngô, hai người ở đây sao? Chị trưởng à, cậu ta lừa tôi. Chính là như vậy đó. À đây rồi, được rồi, tôi biết rồi, không sao, không sao. Chị nhớ tôi ý mà. Đây là chi phiếu 3 vạn tệ, là tiền hôm nay cậu vất vả kiếm được. Cảm ơn viện trưởng. Ngày mai tôi sẽ đến giúp cô đầy tiếp nhé. Chỉ cần đẩy tầm 299 ngày nữa là có đủ rồi. Lão trường, tôi đã dành được tiền rồi, chỉ cần Huy Lâm Phàm cậu về rồi sao? Tôi tìm cậu lâu lắm đấy. Cậu nhìn nè, đồng hồ tôi mới mua, Huy Lâm là bốc giảm giá rồi, bây giờ chỉ còn 1 đồng thôi. Lấy được Coca-Cola để đổi cho cậu rồi, cho cậu ta rồi. Hả? Lâm Phàm, đồng hồ của tôi hư rồi. Đồng hồ của tôi mới mua hôm qua mà hôm nay đã bị hư rồi. À, tôi có tiền, tôi sẽ mua lại nó hết cho cậu cái mới. Vậy Lâm Phàm, tiền của cậu từ đâu mà ra vậy? Sao tay là bị thương rồi? Hôm qua tôi kiếm tiền rồi đó, viên trưởng đã trả cho tôi. Tôi còn sao rất nhanh sẽ khỏi thôi. Vậy Lâm Phàm, cậu lợi hại thiệt. Thế thì tôi sẽ mua cái mới cho cậu nhé. Ôi, được, cảm ơn cậu Phạm. Lâm Phạm, cảm ơn cậu. Wow, đồng hồ này thật là đẹp. Đồng hồ này 3 vạn, còn tốt hơn cái 1 tệ trước đó của cậu. Nhất định là không dễ dàng bị hơn nữa đâu. Ôi, cảm ơn cậu, Lâm Phạm, cậu là tốt nhất. Tôi thích cái đồng hồ này hơn. Tôi cũng vậy. Lâm Phạm, cậu là Lâm Phạm sao? Lão Trường, tôi đã từng nói qua, tôi muốn hủy diệt hết, nhất định là không thể nào thoát được đâu. Võ Khúc Kỳ Cấn. Lâm Phạm,
Tôi đau quá. Phản đoán ký chủ, con thú chữa trị loại sắp chết cao cấp đã tốn 4% giá trị năng lượng, cất giữ trong cơ thể đồ đồ lý mua được. Không được, lão trưởng không thể chết được. Phản đoán đối tượng chữa trị yết hầu nghiêm trọng bị đứt và bị máu thịt hoàn toàn chặn lại. Thuốc chữa trị đi vào cơ thể đã không thể phát huy tác dụng rồi. Cho tôi thương. Có thể tỉnh lại từ trong giao nhân khắp hồn khuất thì ngươi chính là cường giả hiếm nhất ở trong loài người rồi. Nhưng trở thành kẻ địch của ta thì vẫn chưa đủ đầu. Kỳ chủ ạ, ngài đã bị thương nặng, mau đem thuốc trị thương của mình uống đi. Tiếp tục chiến đấu với năng lượng thể. Kỳ chủ đã vô dụng rồi, đối tượng chữa trị căn bản là không thể uống được. Ngài mau uống đi, nếu không đến ngài cũng gặp nguy hiểm đấy. Đi thôi ta đi. Có lẽ ngươi là cường giả mạnh nhất trong loài người rồi. Có giá trị để dần lên cho chủ thượng. Mà chủ thượng chỉ giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Cái gì? Dừng lại đi. Loài người nhỏ bé. Chỉ dù sức mạnh của ngươi đã vượt xa cấp thống ngự. Càng hòa cũng chỉ là vừa mới sở hữu được một gốc của thần dài. Ngươi các bạn không biết phòng ngự tuyệt đối của ta. Ta đã từng là năng lực mạnh nhất của người nào đó. Hắn đã từng dựa vào phòng ngự này dẫn dắt cho chư thần vi sầu chống lại xâm nhập cường giả thiên ngoại nghìn năm. Phòng ngự tuyệt đối như vậy thì chỉ dựa vào người sao có thể phá được chưa? Phán đoán khi chủ còn thuốc chữa trị loại sắp chết cao cấp đã tốn 4% giá trị năng lượng cất giữ trong cơ thể để rồi lấy mua dược. Giá trị năng lượng không đủ đổi thành giá trị khí kình thanh toán. Giá trị khí kình không đủ không thể mua được. Kỳ chủ bị chủ à, không dám di chuyển rời khỏi. Ngày mùa chính là sân nhà của ta, người chắc chắn là muốn tìm chết sao? Bịp. Lượng máu của ghi chủ đã vượt qua 30%. Tuyệt cảnh sinh mệnh sắp chết. Phát huy kỹ năng bị động ý chí võ thần. Ý chí võ thần kích phát thành công. Ghi chủ sắp đi vào. Trạng thái võ thần giáng lâm. Tập 250.